Đây mình có căn nhà ở Hoàng Thế Thiện đây anh nhé. Đây, đây là cái phòng ngủ dành cho khách tới chơi nhà ở trên tầng 4 này. Đó. Trên tầng 4. Song song đó là ở mình xuống phòng thờ. Đấy, cái phòng ở trên đấy thì có đầy đủ sân phơi nhé. Còn đây là không gian của phòng thờ của gia đình này. Đấy. Đây chính là không gian thờ tự của gia đình. Đấy. Nó có ban công rất là đẹp. Rất là đẹp đấy anh chị này. Đấy, ban công nhìn ra đằng trước này. Đấy. À, hóa tiền vàng các thứ cúng các cụ xong, ra tiền xong ra đây này. Rất là đẹp. Đấy, từ không gian của phòng thờ đấy, mình xuống không gian phòng ngủ phía dưới của căn nhà đây. Đấy, đây là phòng ngủ này. Thì cái phòng ngủ này là cũng vệ sinh khép kín này, có giếng trời này. Đấy, đây vệ sinh này, giếng trời này, phòng ngủ khá là rộng này, rộng mênh mông luôn nhá. Đây là cầu thang rất là rộng này, rất là rộng này. Đấy, thì các phòng ngủ ở đây đều là nhà vệ sinh khép kín nhá. Đấy, đây là nhà vệ sinh này, nhà vệ sinh này, bồn tắm này, long lanh luôn này. Đấy, đây là phòng ngủ này, đây là phòng ngủ phía trước của căn nhà này. Đấy, phòng ngủ phía trước của căn nhà này có ban công cực đẹp đây này, anh chị nhìn này. Đấy, ok chưa? Đây là sảnh hành lang cầu thang này. Đấy, rất là rộng rãi này. Đấy, giờ là mình xuống cái phòng ngủ phía dưới căn nhà nữa này. Cái nhà xây thì cực kỳ chắc chắn, mẫu cũ. Đấy, cầu thang rộng. Đấy, đây là chính là phòng ngủ này. Đấy, cũng là vệ sinh khép kín và giếng trời này. Đấy, xây rất là chắc chắn này. Đấy, đây là cầu thang thiết kế vòng xoáy rất là đẹp này. Đấy, mình xuống tầng 1 này. Đây là không gian của phòng khách này. Khá là rộng này. Đấy, không gian phòng khách đây. Đấy, sân cổng này. Rất là ok này. Đấy, đây là không gian cầu thang này, gầm cầu thang này. Đây là không gian của không gian bếp này. Không gian bếp này rất là rộng này. Đấy, cái mẫu cũ ngày xưa nhưng nhà rất là rộng rãi, vị trí là kinh doanh, nhà rộng, phòng ngủ đều khép kín này. Cái vệ sinh là sau nhà này, có không gian giếng trời này, thông gió từ trên xuống dưới này. Đấy, rất là ok này. Đấy, đây là cái căn này khá là hợp lý anh nhé.